người đàn ông đi bộ 6 ngày không ăn uống để trốn chạy khỏi trại vàng. Một người đàn ông ở Nghệ An đã trốn chạy khỏi trại vàng ở Quảng Nam và đi bộ 6 ngày để xuống thành phố Đà Nẵng tìm đường về quê. Ngày 2 tháng 4, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tộc quê ở Nghệ An trốn chạy khỏi trại vàng về quê. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 3, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn phát hiện một người đàn ông mặc quần đùi áo xanh công nhân đi lang thang với dáng vẻ mệt mỏi. Các chiến sĩ đã hỏi thăm người này và đưa về trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn. Tại đây, người này cho biết mình tên là Lò Văn Sơn, 43 tuổi, dân tộc Khơ Mú, quê ở Nghệ An. Ông Sơn cho biết ông có vợ và 6 người con hiện đang ở Nghệ An. Vài tháng trước, ông Sơn được đưa vào Quảng Nam để làm thuê cho một chủ trại vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông Sơn thấy mình bị bệnh và kiệt sức vì không làm nổi nên đã xin chủ trả lương để về. Tuy nhiên, chủ trại vàng không đồng ý và cho nghỉ và không trả lương. Ông Sơn đã tự tìm đường trốn khỏi trại vàng và đi bộ 6 ngày từ huyện Phước Sơn về thành phố Đà Nẵng. Lúc này, trong người ông Sơn không có tiền, chỉ mang mỗi bộ quần áo trên người. Trên đường đi, ông Sơn nhịn đói và xin nước uống. Khi được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, ông Sơn đói lả và kiệt sức. Lúc này, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã gom tiền túi để mua thức ăn, đồ uống cùng 400.000 tiền mặt để hỗ trợ ông Sơn về quê. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đón xe, nhà xe cũng hỗ trợ chở ông Sơn về đến Nghệ An, miễn phí tiền xe, ăn uống dọc đường. Ông nội mất chưa được 49 ngày đã liên tục hiện về. Chúng mày nhanh lên, tao sắp liệt tứ chi rồi. Bực nắp quan tài, thấy hồ ly chín đuôi mới hối hận tột cùng. Ông nội đã chết, cứ liên tục hiện về báo mộng, nên mọi người quyết định sẽ đào mộ ông lên để tìm hiểu nguyên nhân.
Ông Đăng là một người sống chan hòa, hay giúp đỡ nên được mọi người quý mến. Cách đây vài tuần, ông qua đời ở tuổi 75. Do tuổi cao sức yếu, ông ra đi thanh thản, không đau yếu bệnh tật liên miên như những người cao tuổi khác cùng xóm. Đám tang của ông có rất nhiều anh em bạn bè gần xa đến viếng. Gia đình ông cũng vô cùng biết ơn mọi người đã đến giúp lo hậu sự cho ông Đăng. Thế nhưng, một chuyện lạ đã xảy ra sau khi ông mất khiến con cháu lo lắng. Ông Đăng mất chưa được bao lâu thì từng người trong nhà đều nằm mơ thấy ông hiện về báo mộng. Trong giấc mộng, ông chỉ nói rằng hãy đào mộ của ông lên mau, không ông đang dần liệt hết tứ chi rồi. Ban đầu, người nhà ông còn e ngại vì sợ ông mất mới chôn mà con cháu đã đào mộ lên, người ngoài lại bàn tán vào ra. Thế nhưng, ông Đăng cứ liên tục hiện về khẩn thiết nên mọi người quyết định sẽ đào mộ của ông lên để tìm hiểu nguyên nhân. Ngay khi quan tài được đưa lên mặt đất, mọi người đã vô cùng sững sờ khi thấy một lỗ nhỏ ở bên hông huyệt đạo. Quan tài của ông Đăng cũng có dấu hiệu bị cào cắn, vậy nên họ đã dừng mọi hành động và đứng im quan sát, đồng thời rắc một chút thức ăn ngay trước miệng lỗ. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, họ đã bắt được một con vật trông giống như loài sóc chuột, và đặc biệt hơn nữa, nó còn có tới tận 9 cái đuôi. Lúc đó mọi người mới nhớ ra rằng, ngày trước khi đào huyệt chôn ông Đăng, họ đã vô tình bắt được một con vật tương tự. Vì sợ nó cắn phá mồ mả nên họ đã giết nó không thương tiếc cùng 7 con nhỏ mới sanh. Có lẽ đây là con duy nhất sống sót khỏi lần thảm sát đó của con cháu ông Đăng. Con trai ông Đăng, ông Hải run rẩy phân tích. Mọt vài đuôi thì thấy nhiều rồi, chứ 9 cái như thế này là cực hiếm. Có lẽ nào 8 cái đuôi còn lại là của mẹ nó và 7 người anh em đã bị chúng ta giết trước đây. Đúng là chưa gặp chuyện này bao giờ, cũng may nó chưa ăn được vào bên trong quan tài, may mà ông báo mộng kịp thời, nếu không thì... Chúng ta nên mang nó về nuôi, không giết thêm nữa, kẻo mang họa vào người. Sau khi sửa sang lấp lại mộ cho ông Đăng, họ liền mang con vật lạ về nhà nuôi, cho nó ăn uống đầy đủ như một cách để chuộc lỗi với nó và gia đình. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, con vật đã chết. Mặc dù được ăn no, chăm sóc không thiếu thứ gì, tuy nhiên sau khi mang nó về nuôi và sau khi nó chết, người nhà ông Đăng không ai nằm mơ thấy ông hiện về như trước nữa. Lúc này họ mới yên tâm và cho rằng con vật bị biến đổi gen nên mới mọc nhiều đuôi như vậy và nó cũng không sống được lâu. Kể từ đó trở đi, những người trong gia đình ông Đăng đều hạn chế sát sanh những con vật vô tội. Họ nhận ra rằng bất cứ sinh vật nào cũng đều đáng quý như nhau, hãy tìm cách chung sống hòa thuận với nhau, bởi biết đâu điều này sẽ giúp tránh được những điều không hay về sau. Chú chó đứng đợi chuyến tàu mỗi đêm và câu chuyện cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt. Một đoạn video ghi lại cảnh cô chó ngồi ở ga tàu ngóng theo những chuyến tàu qua lại như đang tìm kiếm một điều gì đó khiến cho cư dân mạng cảm động. Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về chú chó mà mình gặp tại ga tàu mỗi tối như để tìm kiếm một thứ gì đó. Được biết, cứ 11 giờ đêm hàng ngày, chú chó chạy đến ga Kanjuman ở Ấn Độ và nhìn chằm chằm qua cửa của những chuyến tàu chạy qua theo hướng Kazan. Theo tờ Mumbai Mirror, cô chó này sẽ ngồi tại ga tàu và chỉ nhìn vào khoang dành cho phụ nữ. Khi không thấy ai xuống, con chó lại chạy đuổi theo tàu một quãng đường khá dài như đang tìm kiếm một điều gì đó. Ông Samer Thorat, một người dân địa phương và cũng là người hay chọn đi tàu, đã dùng điện thoại ghi lại hành động của chú chó vào hôm 2 tháng 1 và chia sẻ nó lên mạng xã hội. Đoạn video lập tức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người và đã có rất nhiều bình luận hỏi thăm về cô chó này ở bên dưới. Một vài ý kiến cho rằng có thể chú chó này đã bị chủ cũ bỏ lại tại ga tàu, bởi vậy mà nó sẽ chờ đợi ở đó cho tới khi nhìn thấy và tìm lại được người chủ của mình. Một số người khác lại nghĩ rằng có thể chú chó đã bị lạc chủ trên chuyến tàu nào đó, vì vậy mà nó cứ ra ga để ngóng trông theo những chuyến tàu. Cứ 11 giờ đêm, con chó lại ra ngồi đợi tại ga tàu. Rất nhiều người cho rằng cô chó nhỏ này có lẽ đang chờ đợi người chủ cũ của mình.
Với những người dân bản địa, việc cô chó này xuất hiện tại ga tàu mỗi đêm đã trở thành điều quen thuộc bởi họ đã chăm nó cùng với đàn chó con trong suốt thời gian qua. Ông Thorat đã chia sẻ với tờ Mumbai Mail, mỗi ngày đi làm về, tôi đều nhìn thấy con chó này ngồi ở đây. Cách nó ngồi chờ ở ga tàu và chỉ nhìn theo khoang dành cho phụ nữ cho thấy dường như nó đang tìm kiếm một người đã từng gắn bó với nó, có thể là người chủ cũ đã từng nuôi nó hay đem nó bỏ đi. Saura Verma, người đã cho chú chó ăn suốt thời gian qua cho biết, chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau, nó thậm chí còn đưa tôi tới xem bốn chú chó con của nó. Tôi đang cố tìm cho nó một người chủ mới, người có thể chăm sóc và lo lắng cho cả năm mẹ con cô chó này.